Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em gửi đến tất cả các bác. Hôm nay em sẽ review cho anh em một dòng vàng, đó là dòng vàng số X12. Cái tên cái X12 ấy, đó là tên do cái phần mềm của nó là đặt thôi. Vì phần mềm con này nó chạy là phần mềm X12. Còn tên chính xác của nó ấy, đó là ZC590. Đây là một bản cao nhất của dòng ZC. Có cái bản cũ của nó là bản ZC580 và bản ZC580+, hay là còn hay chúng ta hay còn gọi là bản ZC580 Plus ấy. Đấy. Thì đó là bản ZC580, hay chúng ta còn hay cứ gọi nó là bản X12 Plus. Còn đây nó là bản X12, bản Pro. Bản Pro này nó là bản mới hơn và nó là cao cấp hơn. Có nghĩa là nó sẽ xử lý hết gần như là toàn bộ lỗi của cái bản ZC580, bản cũ. Đến bây giờ, cái bản ZC580 nó đã có hàng bãi trên thị trường cho tất cả các bác. Và đây là một bản dòng cao cấp nhất của dòng X. Có nghĩa là dòng vàng này nó là dòng càng cao cấp nhất của dòng X. Còn trong dòng X ấy, thì nó có X5, X6, X8, X10, X12. Và đây đó là bản X12. Nó có đầy đủ cẩm quang đầu vào AUX1, AUX2 cho các bác này. Đây này, mở mặt đằng sau này. Đây là cẩm quang nhé. Đấy, đầu vào AUX1, AUX2. Chỉ có dòng X12 này mới có cẩm quang. Còn tất cả các dòng X thấp nhỏ hơn, có nghĩa là thấp hơn, thì nó sẽ không có cổng quang, nó chỉ có hai đầu vào analog thôi. Và chỉ có mỗi dòng X8 và dòng X12 nó mới có loại hai mic riêng biệt. Có nghĩa là hai mic riêng biệt để có tác dụng để làm gì? Để các bác có nghĩa là các bác cắm một bên mic là dùng cho để giới thiệu các cái giới thiệu chẳng hạn ấy. Đấy, có nghĩa là một bên mic là chúng ta dùng nhiều echo hơn, nhiều gì vào hơn, còn bên mic chúng ta có nhiều echo hơn. Nghe chưa? Ở đây X12 cực kỳ hay. Và chất âm đây nó là dòng chất âm cao cấp nhất của dòng X, và nó chất âm hay nhất của dòng X. Khả năng chống hú của nó gần như là tuyệt đối. Gần như là tuyệt đối thôi nhé, chứ không phải là để tuyệt đối hẳn. Để vì sao? Vì nếu mà chúng ta chỉnh cho nó chỉnh tuyệt đối hẳn ấy, thì tiếng của nó sẽ bị méo tiếng, và nó cũng gần như là tiếng nó không hay cho lắm. Thế nên khả năng chống hú cực kỳ là tốt. Đây. Đấy, à, em sẽ cho nhỏ hết tiếng mic xuống, tiếng nhạc xuống. Đây. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Đây. Đấy các bạn kìa, dí ngay thẳng mic này, không vấn đề gì nhá. Dí thẳng loa luôn. Các bạn nghe thấy chưa? Alo, 1 2 3 4 5 6 7. 6 6 7. Đó. Thế nên cho chất âm chống hú cực kỳ tốt cho các bác. Và giá thì rất chi là hấp dẫn thôi. Giá con vang này thì em sẽ bán cho anh em với mức giá là 3.300.000. 3.300.000 nhá. Hàng mới nguyên hộp, trong hộp có cái gì là của các bác tất. Có nghĩa là trong hộp có điều khiển này, có cái dây cáp này, và có dây cáp nguồn. Dây cáp này là súng chuyển đổi từ quang từ máy tính sang. Đấy. Còn 3.500.000 sẽ được tặng những cái gì? Sẽ được tặng hai sợi dây ca lông. Nếu mà các bác mua với mức giá 3.500.000 sẽ được tặng hai sợi dây ca lông này. Một sợi dây cáp quang 1.5m này. Đây là dây cáp xịn của bọn em nhé. Cáp này cực kỳ đắt, rất đắt luôn. Vì cáp bình thường của nó rất nhỏ, nhỏ tí xíu rồi, nhỏ bằng một lửa đấy, lửa lon thôi của dây này. Nhưng mà dây này là dây xịn nên giá này nó hơi cao. Sẽ được tặng thêm một cái sợi dây cáp quang, và tặng thêm một cái sợi dây 3.5 sang hoa sen của các bác để cắm điện thoại. Đấy, có nghĩa là bọn em có lợi nhuận thì bọn em sẽ tặng các bác rất là nhiều. Rất là nhiều. Đấy, tặng 3 thứ này. Còn 3.300.000 bao ship cho các bác thì sẽ không được tặng bất kỳ cái gì cả. Trong hộp có cái gì của các bác đó tất. Ok chưa? Và đây nó là hàng mới, bảo hành chính hãng 1 năm. Có nghĩa là các bác lỗi lầm gì cứ đổi lại cho em. Một đổi một trong vòng 10 ngày đầu tiên. Ok chưa? 3.300.000. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bác. Cực đẹp luôn.